Thưa quý vị và các bạn, hành thủy là một thuộc tính của ngũ hành, mà theo quan niệm của học thuật phương Đông, hành thủy có phương vị nằm ở phía Bắc. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi đã quyết định thực hiện một cuộc hành trình về phía Bắc của Tổ quốc để khảo sát và tìm hiểu về những thuộc tính của hành thủy. Và trước khi bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip mà chúng tôi đã minh họa về những biểu tượng của hành thủy ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm hành thủy được hiểu như thế nào cho đúng. Hành thủy hay còn được gọi là khảm, là phương Bắc, là mùa đông, là màu đen, là nước, trong tạng phủ con người là thận, bàng quang, là giờ Hợi, giờ Tý. Đây là một trong năm thuộc tính ngũ hành trong năm vật chất cấu tạo nên thế giới theo quan niệm của phương Đông, được ví như một đại dương, một con sông, dòng suối. Tại các đô thị thì những con đường, cây cầu với sự chuyển động bề mặt đều được coi là hình tượng của thuộc tính này. Tại không gian sống, hồ nước, bể cá, cầu thang máy được mang hành thủy cũng bởi tính chất chuyển động của nó. Hành thủy luôn đóng vai trò kích hoạt nguồn khí trong môi trường sống. Khí của cuộc đất về cơ bản chính là do thủy khí tạo nên. Thủy thế có uốn lượn nhu hòa thì mới gia tăng lợi ích cho cư dân. Ngược lại, nhà xây sát bên những con sông lớn mà nước chảy xiết, thẳng tuột hoặc có những khúc cua quẹo gấp thì lại bất lợi vì không phù hợp với nhịp sinh học của con người và sinh vật trong vùng. Tính chất bên lở bên bồi cũng khiến cho tuy chung một dòng nhưng hai bên bờ sông sẽ có tính chất thổ nhưỡng và trường khí khác nhau. Cần tìm hiểu kỹ khi lựa chọn thổ trạch. Nếu biết khai thác thủy khí đúng mức trong quy hoạch tổng thể, kết hợp giữa đường cong và đường thẳng thì sẽ vừa tránh được trực xung thẳng hàng, vừa tạo tuyến giao thông, cảnh quan hài hòa, tốt với môi trường thiên nhiên hơn. Để nói về hành thủy thì người ta sẽ nghĩ đến những cái ngành nghề nào liên quan đến cái hành này ạ? Những cái người sản xuất chế biến nước giải khát cũng là một cái biểu tượng trong cái ngành nghề. Một cái xưởng may mà cái chất liệu vải màu đen làm chủ trong cái sản phẩm may, đấy cũng là một cái công tác đang sản xuất theo một cái ngũ hành của hành thủy. Những cái người mà buôn bán rất nhiều những cái con rùa trong cái canh tác hay là chăn nuôi trồng trọt, đang kinh doanh một cái ngành nghề có liên quan đến hành thủy, để nhìn nhận nó là một nhìn nhận sâu sắc, uyển chuyển mà có một cái khả năng phân tích tốt mới có thể phân lập được cái thuộc tính này. Năm nay là năm Nhâm Thìn, tức là vận khí thuộc về hành mộc. Vậy thì hành thủy có một vị trí như thế nào? Như chúng ta đã từng bàn về cái học thuyết vận khí của năm Nhâm Thìn. 6 tháng đầu năm là 6 tháng có tên gọi là Tư Thiên. Nhưng sau ngày 10 năm thì chúng ta đang đứng tại vị trí tại tuyền của năm Nhâm Thìn, được gọi là Thái Âm Thất Thổ. Mà vận khí thuộc thủy hay các thuộc tính ngũ hành thuộc thủy thì thổ đang khắc thủy. Như thế chúng ta có thể cho rằng hành thủy hay thuộc tính ngũ hành hành thủy trong từ nay cho đến hết ngày đại hàn của năm 2012 là sẽ có những yếu tố không thuận lợi, không tốt. Ví dụ các ngành nghề về thủy điện, các cái công việc về giao dịch mang các yếu tố thuộc thủy thì đều bị hạn chế. Nhưng sau ngày 22 tháng 12 dương lịch thì yếu tố này không còn nữa, bước sang một cái thời kỳ bắt đầu phát sinh theo chiều hướng thuận tiện. Về nước, chúng ta thường gắn nó với cảm giác về sự ẩm ướt và lạnh lẽo. Cho phong thủy, nước được xem là hành dương, thủy cũng là hành biểu trưng cho sự thông thái của tâm hồn. Chúng ta thấy nước hàng ngày, nước trong ly, nước ở biển, sông suối và thậm chí khi mưa rơi. Nước có khắp nơi,
bởi 3/4 bề mặt của trái đất cũng là nước. Nước có trong cơ thể con người nhiều hơn bất kỳ chất nào khác. Do vậy, rõ ràng nước rất quan trọng. Để phát huy hết hiệu quả, nước cần lưu chuyển. Nước ứ động sẽ sinh ra nhiều thứ thối rữa và ảnh hưởng không tốt lên bất cứ môi trường nào. Con người luôn luôn thích nước. Các nền văn minh phát triển được xây dựng gần nước. Các thành phố trung tâm cũng tọa lạc gần sông ngòi hay lòng nước. Nhà cửa hay bất động sản có vị trí gần nước cũng hứa hẹn nhiều điều tốt. Theo Dương Quân Tùng, nhà nghiên cứu phong thủy bậc thầy đời Đường, thì nước chính là huyết mạch của núi. Nước là con, khí là cha, khí sinh thủy. Ngược lại, thủy có tác dụng tụ và dưỡng khí. Theo cách nói của Quách Phách Táng Thư, thì ngoại khí tung hành ngang dọc. Nội khí vừa dưỡng, vừa sinh, thì ngoại khí sẽ tụ ở nội khí. Theo như tôi được biết thì nước là một trong những biểu tượng của ngũ hành. Và cái nơi mà chúng ta đang đứng thì tôi nhận thấy là cái dòng nước phù sa kia lại có màu vàng. Mà màu vàng thì tượng trưng cho hành thổ. Trong khi đó thổ và thủy thì lại khác nhau. Vậy có thể lý giải điều này như thế nào? Đây là một dòng nước phù sa, trong thủy có thổ. Nhưng chúng ta lại phải chú ý thêm về mặt bản chất vị trí chúng ta đang ngồi tại đây. Lại là vị trí cung càn. Cung càn đang đứng ở vị trí đại kim. Mà cái dòng phù sa kia thì cái kim nằm ở trong giữa thủy và thổ là đang giữ được cái tương sinh cả hai cái thuộc tính này. Cho nên tôi cho rằng cái dòng nước phù sa này là một dòng nước sinh rất mạnh, tức là dòng nước rất cát khí, rất tốt. Có thể rằng qua nhiều thời kỳ con người đã biết cái dòng nước phù sa này là một cái dòng nước mang những điều tốt lành đến cho con người trên cái cách nhìn nhận của phương Đông như thế. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì quý vị đã được chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh chia sẻ những kiến thức cơ bản liên quan đến hành thủy, và để giúp cho quý vị có thể hình dung được cụ thể và rõ ràng hơn về thuộc tính ngũ hành này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một công trình thủy điện ở Lào Cai. Thưa chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh ạ, theo nguyên tắc sơn quản nhân thủy quản tài thì vị trí đập nước ở đây có được gọi là vị trí tọa sơn hay không ạ? Đây là vị trí tọa sơn. Còn nhìn thêm là một vị trí được gọi là thuộc tính ngũ hành quan trọng, đặc biệt vị trí then chốt của hành thủy, được khởi nguồn tại cái cửa vào của cái công trình này. Thưa chuyên gia, theo La Bàn thì có thể nói rằng đây chính là vị trí Tây Nam, mà theo thuật ngũ hành thì Tây Nam lại thuộc về hành thổ. Trong khi đó thì nước thì đang chảy ở đây thì là thuộc hành thủy rồi. Vậy thì thủy lại khắc thổ, điều này có gây một cái ảnh hưởng gì, nó có tác động gì đến cái đập nước ở đây không ạ? Chúng ta đang sợ rằng cái sinh khắc giữa thuộc tính của ngũ hành, dạ vâng, tức là thổ khắc thủy. Chính xác. Nhưng mà chúng ta cần chú ý rằng từ ngày 4 tháng 4 năm 2004 cho đến hết ngày lập xuân của năm 2023, chúng ta đang đứng tại vận thứ 8 của hạ nguyên. Trong cái hán kinh của một cái học thuật của huyền không học ấy, thì họ có định nghĩa thế này: nếu linh thần phải có nước vận tám, chính thần được xác định tại đông bắc, vậy linh thần được tính tại tây nam. Như thế chúng ta đã tính rằng nếu tây nam đang có nước thì chúng ta đang đúng rằng họ sẽ thành công tuyệt đối trong 20 năm tính từ ngày 4 tháng 4 năm 2004, và hiện thời chúng ta đang ở năm 212, thì như thế vị trí này đang được đắc trách chứ không thể gọi là xung khắc được. Vậy thì hiện nay đang có một vấn đề đặt ra là dòng nước đang được chảy từ vị trí Tây Nam đi về phía Đông Bắc. Vậy thì Đông Bắc có được gọi là vị trí quản tài hay không ạ? Cái vị trí này được gọi đúng tên là vị trí quản tài. Bởi vì Đông Bắc không phải chỉ quản tài mà còn quản được cả nhân. Họ đã hoàn chỉnh được một cái công trình theo tới chính. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về vị trí cửa ngõ của dòng nước, đó là hướng Tây Nam. Để tiếp tục hiểu rõ hơn về ví dụ minh họa cụ thể của hành thủy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nơi đến của dòng nước, đó là hướng Đông Bắc, và nơi đó thì đang đặt vị trí của nhà máy thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại nhà máy thủy điện Nầm Phàng tại tỉnh Lào Cai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh nhận xét về vị trí đặt nhà máy thủy điện tại đây ạ.
Đây là một cái vị trí mà nhà máy đặt hoàn toàn rất đúng các nguyên tắc của phong thủy. Nhưng mà theo những cái hiểu biết của tôi về phong thủy thì tôi nhận thấy là phía bên Bạch Hổ thì đang có dòng nước chảy hướng về phía Thanh Long, mà theo nguyên tắc thì Bạch Hổ về Tĩnh. Vậy điều này có mâu thuẫn gì không ạ? Cái việc mà Long thì động Hổ Tĩnh, nhưng chúng ta còn phải xem giữa hình và thế. Nếu Bạch Hổ động, nhưng với điều kiện Hổ thấp mà đang có hướng để bao bọc cái Thanh Long thì cao, cũng đang quy chiều sang Bạch Hổ, thì đây người ta gọi là Long Hổ quy chiều của yếu tố cát khí đặc biệt, không hề gây khó khăn mà khi mà phía Bạch Hổ gây động. Hóa ra là những cái điều lý giải tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà nó sẽ giải quyết cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Thêm một khúc mắc của tôi nữa là khi ta quan sát cái nhà máy thủy điện thì được sơn màu trắng. Màu trắng là tượng trưng cho hành kim. Nhưng có một điều là như thế này, sản phẩm mà nhà máy thủy điện đang tạo ra thì hoàn toàn là thuộc về hành hỏa. Tức là cái kết quả đấy. Hỏa và kim thì khác nhau. Vậy thì khi nào? Chúng ta cần phải xử lý trong từng giai đoạn. Giai đoạn đang kiến tạo về công trình của thủy điện thì toàn bộ các công trình này đang được xác định thành thủy. Đến khi giai đoạn bắt đầu thành công của nhà máy thủy điện thì cái sản phẩm cuối cùng nó là hệ quả và là kết quả của cái công sức lao động của tập thể cán bộ nhân viên ấy. Cái thành tựu cuối cùng được viết xác định trong ngũ hành là hành hỏa. Và ý của chị cũng muốn nói rằng là hành hỏa thì tại sao mà cái màu vôi của cái nhà máy này lại quét màu trắng ấy ạ? Bởi vì họ cho rằng cái kim sinh thủy, đây là đúng. Nhưng còn đến trạng thứ hai, khi mà bắt đầu họ khánh thành nhà máy, bắt đầu đi vào hoạt động, thì tôi tin rằng nhà đầu tư họ sẽ sơn chỗ này là thuộc màu xanh lá cây để họ lấy mộc để sinh hỏa. Như thế con đường đi của họ, giai đoạn kiến tạo cho hành thủy là hành kim, còn tổng kết quả được xác lập hành hỏa thì họ sẽ dùng cái màu xanh lá cây để tương sinh ra cái tượng hỏa. Xin được hỏi bác Đông là ngay từ khi mà thiết lập tạo dựng nhà máy thì bên ban lãnh đạo có nghiên cứu cái vấn đề màu sắc cũng như là bố trí cái vị trí của nhà máy thủy điện như thế nào? Trong quá trình xây dựng công trình, từ khi mà khảo sát thiết kế cho đến lúc đi vào xây dựng cơ bản thì chúng tôi có mời nhiều chuyên gia để họ tham gia cho chúng tôi, kể cả về bố trí, xác định chọn phương hướng, rồi về trong cái thiết kế về nội thất, ngoại thất, về mẫu mã, về màu sắc thì đều có các chuyên gia giúp chúng tôi để thực hiện các khâu này. Chúng ta vừa bàn đến vị trí của nhà máy thủy điện, vậy thì cái nơi mà dành cho ban lãnh đạo quản lý hay là vị trí cổng vào thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào ạ? Cái tính chất đặc thù của công trường khác với cái vị trí chỉ đạo của một cơ quan cố định. Họ thường xuyên di chuyển các vị trí chỉ đạo. Do vậy, cái vị trí cổng chính hay cửa chính đối với người đứng đầu trong cái công trường đó, họ chỉ cần quan tâm đặc biệt đến cái vị trí cổng chính. Như thế thì trong chẳng hạn như cụ thể của đồng chí lãnh đạo của công trường bên này, được xác định kim khắc mộc là những yếu tố được xác định cần phải xử lý và khắc phục. Vì nhìn nhận về vấn đề này, chúng ta đã nhìn thấy rằng cái khía cạnh mà có liên quan đến tim mạch và đặc biệt bị mạch vành rất khó tránh khỏi, thì phải có những cái phương pháp để chúng ta chấm dứt cái hiện tượng thuộc về sức khỏe của người đứng đầu. Vâng. Nếu nói về các phương pháp thì chuyên gia có thể giới thiệu cho khán giả cũng như là cho bác Đông một cái phương pháp nào cụ thể để giải quyết một số vi phạm liên quan đến đường vào của nhà máy ạ? Cái đường vào đây là một cái hướng mà chúng ta đang cho rằng Bạch Hổ hướng lên nó hơi siêu hình. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn thấy rằng đằng sau lưng của cái căn nhà mà đồng chí lãnh đạo là đang ngụ tại đó thì toàn bộ là cái hướng nước đã đang chảy xiết rất mạnh. Chỗ tại vị trí như thế đang có một cái dòng bức xạ mạnh, mà bức xạ này theo góc đo thì đang hướng rất mạnh vào vị trí của tim, tức là đang bức xạ rất mạnh tại vị trí của cung ly, vị trí chính nam. Từ yếu tố này chúng ta suy luận rằng góc của phía ngoài của tim là tâm bào đang chấn thương mạnh, và từ đây trong cái cách nhìn của y học hiện đại thì họ cho rằng dễ sẽ bị xâm phạm vào mạch vành và các thăng giáng của mạch không tốt trong sức khỏe. Cái này cần phải xử lý. Cháu xin được hỏi bác Đông là trong thời gian vừa qua khi tiếp quản về cái việc quản lý nhà máy thủy điện Nậm Phàng thì bác nhận xét cái sức khỏe của mình như thế nào?
Trước khi mà vào dự án này thì sức khỏe của tôi rất tốt, rất bình thường. Nhưng mà trong quá trình triển khai thì đúng là sức khỏe cảm thấy nó có một cái hiện tượng và đi khám thì người ta gọi là mạch vành. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bước tiến hành tiếp theo để có thể thấy rõ được các thuộc tính ngũ hành của hành thủy. Như vậy, theo nguyên tắc của chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh, với nguyên tắc mộc sinh hỏa thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến tạng phủ của người lãnh đạo của nhà máy thủy điện. Ở đây vỏ bọc ngoài của tim bị chấn thương, y học hiện đại gọi là mạch vành. Điều đó sẽ nhận thấy Bắc Đông sẽ luôn bị đau gan. Do vậy, cách giải quyết của chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh đó là tạo nên một trường khí chống lại nền tảng đã gây nên các bức xạ, tạo ra các triệu chứng bệnh. Biểu tượng trường khí là ba đựng khí màu trắng, tượng trưng cho hành thủy, sẽ tạo nên hương khí chống lại những hương khí đang gây mạnh cho áp lực của gan.